Em dâu, để bảo em bê cho. Để em bê cho. Để em bê. Mà thằng Tuấn đâu? Nó không ở nhà giúp đỡ em à? Dạ, anh Tuấn đi làm chưa về ạ? À? Mà thôi, anh mới đi làm về thì vào tắm rửa thay đồ đi. Xong rồi ra ăn cơm. Cái thằng này buồn cười thật đấy. Dậy rồi hả con dâu? Đánh răng rửa mặt rồi thì ngồi ăn luôn đi nhá. Ăn sáng đi con. Dạ. Em ngồi xuống ăn luôn đi. Dạ. Sướng nhất em dâu đấy. Hôm nay ấy, mẹ đích thân nấu đồ ăn sáng cho hai vợ chồng đấy. Con cảm ơn mẹ ạ. Không có gì, ăn đi con. Dạ. Sao anh dậy sớm mai không bảo em? Ai đời con dâu về làm dâu lại để mẹ chồng phải nấu bữa sáng cho cả nhà không? Thì bởi vì anh thích được chiều em. Mà nhà của anh dễ lắm, em cứ thoải mái như ở nhà mình ý. Tuấn nó nói đúng đấy con ạ. Nhà mình không câu nệ việc đấy đâu. Con đã về làm dâu nhà mình rồi thì cứ xem đây là nhà mình con nhé. Khi con về đây là mẹ ở với hai thằng này chán lắm. Con về rồi mẹ vui lắm. Nhà mình là không câu nệ những cái chuyện nhỏ nhặt đấy đâu. Bây giờ con về đây rồi, cứ coi đây là nhà con nhé. Mẹ cũng coi con như là con gái. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Ăn đi con. Mà này, mà vợ chồng cô chú ấy cũng tính xem như thế nào đi. Sinh cho mẹ đứa cháu thì mẹ còn vui hơn nữa. Mẹ nhỉ. Mình thật là may mắn khi lấy được người chồng vừa giỏi vừa yêu thương vợ như anh Tuấn. Càng tuyệt vời hơn là có mẹ chồng và anh chồng yêu thương, đối tốt với mình như thế này. Dạ mà cuộc sống cứ mãi như vậy thì thật là hạnh phúc. Cảm ơn mẹ, mời cả nhà. Ăn đi con. Kia chẳng phải là anh kia sao? Anh ấy làm gì mà lén la lén lút từ phòng chồng mình ra thế nhở? Không ổn rồi, phải đi xem có chuyện gì mới được. Cậu cầm lấy cái số liệu này, thay đổi toàn bộ báo cáo tài chính. Xong việc này, tôi sẽ cầm lấy. Như thế là làm không sổ sách, vi phạm pháp luật là vào tù đấy anh. Cậu không cần phải sợ. Số liệu này ấy, là thằng Tuấn nó làm. Với cả ấy, chúng ta ấy, chỉ thay đổi một chút thôi. Chuyện này tôi biết, cậu biết, trời biết, đất biết, không ai biết cả. Nếu có đi tù ấy, thì thằng Tuấn nó đi tù chứ không phải chúng ta. Mà này, từ trước đến nay ấy, tôi giúp đỡ cậu hơi nhiều đấy. Đây ấy, là lúc để cậu đền đáp tôi đấy. Vâng, em sẽ làm theo anh ạ. Thôi được rồi, bây giờ ấy, tôi sẽ đưa cậu đi ăn để tiếp sức cho cậu hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Đi. Thật đáng ghê tởm. Đây là con người thật của anh nhá. Đáng trước mặt thì lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa, đằng sau lưng nghĩ cách hãm hại chính người thân của mình. Anh bị làm sao đây? Tại sao anh lại muốn hại chính em ruột của mình? Em dâu, em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu. Thôi, anh đừng có diễn trước mặt tôi nữa, tôi ghê tởm lắm. Nội dung câu chuyện hai người vừa nói với nhau, tôi đã nghe tới hết rồi. Anh Tuấn là em của anh, mà anh lại nghĩ cách làm sao để đưa anh Tuấn vào tù. Anh có ổn không? Thằng Tuấn ấy, chưa bao giờ nó là em ruột của tôi cả. Nó với mẹ nó ấy, tiếp cận với bố tôi là để chiếm lấy tài sản của ông ấy. Rồi định đẩy tôi ra ngoài chứ gì. Anh nói thế là sao?
Có nghĩa là anh và anh Tuấn là cùng cha khác mẹ. Đúng. Đấy là kế hoạch của mẹ con nó đấy. Không đúng. Tôi chưa bao giờ nghe họ kể về chuyện này cả. Mà thậm chí tôi còn thấy mẹ Quỳnh và anh Tuấn đối xử với anh rất tốt, không giống như người ngoài. Đôi khi mẹ Quỳnh đối xử với anh còn tốt hơn cả anh Tuấn kìa. Cô im đi. Bà ta chỉ giả vờ thôi. Lúc tôi còn nhỏ ấy, bà ta đứng ra làm giám đốc, rồi sau đấy nhường lại chức vụ cho thằng Tuấn, không để cho tôi bất cứ một cái gì cả. Anh có không hiểu vấn đề hay sao? Tất cả những điều đó là do anh Tuấn mang rất nhiều hợp đồng về công ty. Cổ đông đương nhiên cũng sẽ bỏ phiếu cho anh Tuấn nhiều hơn anh. Tôi phải làm khuyên anh nhá. Anh bỏ cái trách nhiệm trong lòng mình đi. Như thế mình sẽ được lựa gia đình hạnh phúc. Cô im đi. Cô đừng có dụ dỗ tôi. Tôi không dễ bị lừa đâu. Tôi ấy sẽ để cho mẹ con thằng Tuấn không yên ổn gì đâu. Nếu anh vẫn còn cố chấp, tôi sẽ phanh phui chuyện này ra đấy. Tôi sẽ không bao giờ để anh làm hại đến mẹ Quỳnh hay là anh Tuấn. Cô nghĩ mọi người sẽ tin cô chắc? Tôi với bà ta chung sống với nhau 20 năm rồi. Bà ta sẽ tin tôi hay là tin một đứa con dâu như cô? Tốt nhất ý, là cô đừng xía vào chuyện của tôi. Cô mà xía vào chuyện của tôi ý, cô cũng không được cái lợi lộc gì đâu. Tôi không im để anh tính làm gì thôi. Đồ ngụy quân tử. Giấy không bao giờ gói được lửa đâu. Cô... Anh Kiên, nhưng mà chị Thu nói hết cho anh Tuấn thì làm sao? Cậu không cần phải lo. Bây giờ ấy, kế hoạch phải thay đổi lại một chút. Cậu đi theo tôi. Này, mày đã làm đúng những lời anh dặn chưa? Dạ rồi ạ. Em đã gọi điện báo chị Thu là anh Tuấn bị hãm hại, anh thuốc mê, kéo vào khách sạn rồi bị hãm hại rồi anh ạ. Thế còn thằng Tuấn thì sao? Em thuê người làm hỏng điện thoại của anh ấy rồi. Rồi cũng gọi anh ấy ra khỏi công ty luôn. Chú làm tốt lắm. Sau vụ này anh sẽ thưởng chú hậu hĩnh. Bây giờ ấy, chỉ cần đứng đây ôm cây đợi thỏ. Con Thu ấy chắc là sắp đến rồi. Nhưng mà anh này, bây giờ mình muốn bịt miệng chị ta thì cứ thuê người dọa dẫm hay là dùng tiền gì đấy, chứ anh làm cách này làm gì? Con Thu ấy, dọa dẫm nó ấy là chưa đủ đâu. Nó mà nói cho thằng Tuấn ý, thì mọi chuyện bại lộ hết. Bây giờ ấy, phải dàn dựng cảnh nó ngoại tình thì mẹ anh, thằng Tuấn sẽ không tin bất cứ lời con Thu nói. Em hiểu không? Ấy, này, con Thu đến kìa. Vào vị trí. Anh làm cái trò gì đấy hả? Tôi nhầm. Alo mẹ à? Vâng, là con đây ạ. Điện thoại của con bị hỏng, cho nên con phải mượn điện thoại của nhân viên ạ. Vợ con về chưa mẹ? Thế là vợ con vẫn chưa về ạ? Con không biết nữa, đột nhiên cảm thấy lo quá. Vâng, vâng, để con về ngay ạ. Vợ của anh cô ấy về từ trưa rồi à? Ừ, anh cảm ơn. Sao, tình hình thế nào hả con? Sao, con Thu đang ở đâu? Chưa biết được mẹ ạ. Đồng nghiệp thì bảo là cô ấy tan làm từ trưa và cũng đã về rồi ạ. Về từ trưa thì nhẽ ra giờ này nó phải ở nhà rồi mới phải chứ. 10:30 rồi. Mà... thôi báo công an đi con. Cô
khi phải thế thật mẹ. Để con gọi xem thế nào. Chú không phải gọi đâu. Cô ta không gặp chuyện gì cả. Mà không khéo ấy, còn đang vui tươi bên cạnh người đàn ông nào đấy đấy. Anh nói như thế có nghĩa như thế nào ạ? Anh gặp vợ của em rồi. Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu ạ? Đây, mẹ và chú xem đi. Ai đây? Đâu? Ô, con Thu. Quý Lị, người đàn ông nào? Đi ra nhà nghỉ là thế nào? Ôi. Đây là thằng Tuyển, làm cùng công ty với bọn con đấy. Nhà này thật vô phúc. Vô phúc khi có đứa con dâu lăng loàn đi ngoại tình như vậy. Thật là nhục quá, nhục mặt quá con ơi. Mẹ cứ bình tĩnh đi ạ. Biết đâu cô ấy bị bắt vào đấy. Và cũng chỉ vào trong nhà nghỉ để bàn chuyện công việc thôi ạ. Tuấn, chúng thơ ngây quá rồi đấy. Chẳng có ai đưa nhau vào nhà nghỉ để bàn chuyện công việc cả. Với cả chúng nhìn thế này, còn ôm eo nhau như thế này nữa thì chỉ cặp bồ chứ là cái gì. Nhưng mà làm sao mà anh biết được vợ em với cả thằng Tuyển nó gian dịu với nhau. Anh thấy ấy, cái Thu ấy, nó đi sớm về khuya, xong rồi hôm vừa rồi thấy nó cười cười nói với thằng Tuyển ở trên công ty ấy. Anh đã cho người điều tra nên mới biết chuyện này đấy. Tí cô ta về ấy, giải quyết luôn cô ta đi. Đúng là đồ đàn bà lăng loạn mà. Đấy, cô ta gọi kia kìa. Rồi lại lấy cớ máy em hết pin, máy em hỏng chứ gì. Nghe máy đi. Nghe xem nào con, nghe xem như thế nào. Anh Tuấn ạ, anh gọi mọi người trong nhà tập trung lại đi. Em về rồi. Em có chuyện muốn nói với mọi người. Đúng lúc mẹ và anh cũng đang cần nói chuyện với em đấy. Em về luôn đi. Nó về rồi hả con? Càng tốt. Để tôi vạch bộ mặt thật của anh cho cả gia đình này đều biết nhá. Mẹ, anh Tuấn. Em đã làm cái gì mà anh đánh em? Cô đừng có mà diễn nữa. Tôi thật là ghê tởm cô. Uổng công gia đình này yêu thương cô. Hóa ra cô chỉ là cái loại đàn bà lăng loạn dơ bẩn. Cô không xứng đáng ở trong ngôi nhà này. Cô cút đi. Cô cắm sừng em trai tôi. Rồi cô về đây, cô định chia rẽ tình cảm của cái gia đình này đấy à? Hóa ra là anh. Anh dám hãm hại tôi. Tất cả ấy, là do cô làm ra mà thôi. Chính cô đấy. Thế thì ngày hôm nay, dù tôi có phải ly hôn đi chăng nữa thì chắc chắn ấy, tôi cũng sẽ phải vạch trần bộ mặt của anh cho mà xem. Tuyền, vào đi em. Tuyền, sao mày lại ở đây? Mày mau cút ra khỏi nhà tao. Anh Tuấn, đây là tất cả chứng cứ chứng minh anh ta phạm tội. Đây, giấy tờ chứng minh anh ta trốn thuế. Còn đây, em đã ghi âm hết tất cả kế hoạch của anh ta dùng để hãm hại anh và gia đình. Cậu làm tốt lắm. Đúng là người anh em của tôi. Tuyển, mày dám phản bội tao? Mày nên nhớ, từ trước đến nay ta đã giúp đỡ mày rất là nhiều. Mà bây giờ mày đối xử với tao như thế à? Anh nhầm rồi. Không phải là anh giúp tôi, mà đang giúp kế hoạch của chúng tôi đi đúng hướng thôi. Việc anh lợi dụng tôi làm điều xấu ấy đều nằm trong kế hoạch của anh Tuấn rồi. Chị à, tôi đã giúp một tay rồi. Thì ra là mày. Mày đã biết tất cả mọi chuyện rồi đúng không?
Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của anh với cả bà dì của anh rồi. Chính bà ta đã tiêm nhiễm vào đầu anh những điều xấu xa và xúi giục anh hãm hại chính gia đình của mình để chia chác tài sản, đúng không? Dì cứ yên tâm, mọi chuyện ý đã nằm trong kế hoạch của con rồi. Mẹ con nói không còn tự tung tự tại được nữa đâu. Đúng. Tất cả là do mẹ con mày cướp hết của tao. Cũng nhờ có dì tao mà tao mới biết. Không thì tao sẽ u mê với những lời nói của mẹ con mày. Nhưng đấy, anh mới chỉ nghe một chiều. Anh thử nghĩ kỹ lại đi. Kể từ khi mà bố mất, mẹ đã vất vả nuôi hai anh em mình như thế nào. Bản thân mẹ thì cũng chiều anh hơn, muốn anh ngồi vào cái ghế giám đốc. Nhưng bởi vì anh mắc sai phạm quá nhiều, cho nên cổ đông họ biểu tình. Bản thân anh không cố gắng, anh chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Nếu như em không cài tuyển vào để theo dõi anh, thì có khi bây giờ anh đã phá nát công ty và phá nát gia đình này rồi. Nói ra cậu Tuyển nhận tiền của em, với cả hôm nay đến đây giúp em, cũng là kế hoạch của anh ấy hả? Em xin lỗi vì đã không giải thích được với chị. Nhưng mà lúc đấy em phải giúp anh Kiên chụp hình để mà hạ màn, nên em mới lấy tiền của chị ạ. Thôi không sao mà. Thế mà em lại cứ tưởng là em thông minh lắm, còn muốn bảo vệ anh nữa kiểu. Anh xin lỗi vì anh đã không nói với em sớm. Nhưng bởi vì anh phải đảm bảo quá trình, nếu không anh Kiên sẽ không lộ bộ mặt của mình ra. Tuấn, cho mẹ xin con ơi, hãy tha lỗi cho anh con đi. Mẹ biết anh của con làm rất nhiều điều sai lầm, nhưng mà vì nó bị xúi giục con ơi. Chứ từ trước tới giờ anh của con là người con ngoan, là người anh tốt mà. Hãy vì tình thâm mà tha cho anh con đi. Mẹ, mẹ nghe con nói đã. Không phải là con không giúp anh ấy, nhưng mà điều anh ấy làm là trốn thuế, là sai pháp luật. Cho nên con phải để cho pháp luật trừng trị anh ấy. Nếu không, anh Kiên sẽ hại mình và hại người khác đấy ạ. Con, bà thôi đi. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, bà chỉ thương con bà thôi. Bà làm gì lo lắng đến tôi. Bà lên nhớ, tôi trở lên như thế này ấy, là do bà, là tại bà hiểu không? Con Kiên, Kiên con. Ôi mẹ ơi, mẹ, tất cả là lỗi tại mẹ. Tại mẹ không tốt nên mới để cho thằng Kiên nó nghĩ rằng nó bị ghét bỏ, nên nó mới sinh ra những chuyện đổi bại như vậy. Tại mẹ. Mẹ ơi. Tại mẹ Kiên ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói như thế ạ. À, con nghĩ là anh Kiên sẽ sớm hiểu ra sự quan tâm của mẹ dành cho anh ấy thôi ạ. À, con thấy bản chất của anh Kiên thì không xấu, nhưng mà anh bị xúi giục. Con sẽ hẹn gặp anh ấy và giải quyết mọi chuyện. Tại mẹ không tốt. Tại mẹ không tốt, Kiên ơi. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nghe con nói đây. Dần dần con nghĩ là anh Kiên sẽ hiểu tấm lòng của mẹ thôi. Mẹ đừng buồn mẹ nhé. Mẹ đã làm tốt trách nhiệm của mẹ rồi ạ. Rồi.